Trên độ cao 28.000 thước Anh này, có một cô gái đang cố gắng trèo lên đỉnh của quả khí cầu. Rất nguy hiểm, nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì cô ấy buộc phải trèo lên đỉnh của khí cầu, tiến hành thả khí thì khí cầu mới rơi xuống được. Nếu không thì cô ấy sẽ phải đối mặt với cái chết. Nhưng lúc này, tất cả dây thừng đều đã đông cứng, khắp bàn tay cô gái toàn là vết thương. Cô ấy vẫn trèo lên một cách gian khổ, ngẩng đầu lên nhìn, vẫn còn cách đỉnh khí cầu rất xa. Cô ấy có thực sự làm được không? Cô nhìn thấy một sợi dây thừng, muốn túm lấy nó, nên cô cố gắng dùng sức vươn tay ra. Đột nhiên, cô ấy kiệt sức, treo ngược người trên quả khí cầu. Cô ấy rất mệt mỏi, việc thiếu oxy khiến cô ấy vô cùng khó chịu. Cô gái nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê. Trong cơn mê, cô nhớ lại chồng mình. Vì cứu cô gái mà người chồng đã nhảy từ trên cao xuống. Cô gái bỗng tỉnh lại, tiếp tục dùng sức, cuối cùng cũng bám vào được sợi dây. Cô buộc chặt sợi dây lên người, tiếp tục trèo lên trên. Cuối cùng cô ấy cũng trèo được lên đỉnh quả khí cầu. Lúc này cô gái không thể nghỉ ngơi được. Cô dùng khuỷu tay hất mạnh vào van khí. Không được, chiếc van bị đông cứng quá rồi. Cô gái từ từ đứng dậy, dồn hết sức vào chân để đạp. Van khí cuối cùng cũng mở ra, nhưng mà cô ấy không kiên trì được nữa, lại một lần nữa kiệt sức ngất đi. Quả khí cầu cuối cùng cũng ngừng bay lên trên và bắt đầu rơi xuống. Nhưng mà độ cong của mặt quả khí cầu không thể nào giữ được cơ thể của cô gái. Trong cơn hôn mê, cơ thể cô gái bắt đầu trượt xuống dưới. Cô ấy sắp bị ngã xuống rồi. Cô gái vẫn chưa chết. Gió lạnh khiến cô tỉnh lại, vẫn đang treo lơ lửng giữa không trung. Sợi dây thừng buộc eo đã cứu cô ấy một mạng. Nguy hiểm quá. Cô hò hét một người đàn ông khác ở trong cabin. Nhưng anh ta đã ngất đi từ lâu rồi, không thể cứ để bị treo lơ lửng thế này được. Trong tình huống này, cô ấy sẽ quay về cabin như thế nào đây? Cô gái này đang hôn mê trên một quả khí cầu ở độ cao 28.000 thước Anh. Cô ấy bị trượt xuống. Cũng may, sợi dây thừng buộc quanh eo giúp cô gái không bị rơi xuống dưới. Cô ấy nắm chặt sợi dây, muốn đu về phía cabin. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng cô ấy cũng chạm vào được mạng cabin. Khó khăn lắm mới trèo vào được bên trong. Cô gái này tên là Emilia, là một nhà phi hành khinh khí cầu. Nhưng vào 2 năm trước, trong một lần phi hành cùng chồng, khinh khí cầu xảy ra sự cố nhanh chóng rơi xuống. Bọn họ đem tất cả đồ đạc ném xuống dưới, nhưng vẫn không làm giảm được tốc độ rơi. Vào lúc nguy cấp, người chồng lựa chọn nhảy xuống để làm giảm trọng lượng của quả khinh khí cầu, trao cơ hội sống sót lại cho cô gái. 2 năm qua, cô gái đều nằm ly bì trong nhà, lấy rượu bầu bạn. Cảnh người chồng rơi xuống luôn xuất hiện trong đầu cô. Cho tới một hôm, chị gái đột nhiên xông vào nhà, kéo cô ấy tới một vũ hội. Trong vũ hội, Amelia bị James bám lấy. James là một nhà khí tượng học. Anh luôn muốn được ngồi lên khinh khí cầu để phá vỡ kỷ lục bay độ cao 23.000 thước của người Anh. Đồng thời anh ấy còn muốn đo đạc dữ liệu khí tượng nữa. Sau một hồi đeo bám, Amelia cuối cùng cũng đồng ý, bởi vì cô ấy cũng muốn hoàn thành điều tiếc nuối mình chưa làm được. Thế là Amelia bắt đầu chế tạo khinh khí cầu. Trong một buổi sáng chói chang, cô đã tổ chức một nghi thức bay rất long trọng. Thậm chí, cô còn tinh nghịch tới mức đem theo một chú chó cùng bay. Sau khi bay lên, lại đột nhiên ném chú chó xuống. Đám đông đồng loạt hoảng hốt, đang bay giữa không trung thì chiếc dù bật ra, đưa chú chó tiếp đất an toàn. Còn Emilia và James lúc này đã bay thật xa rồi. Bọn họ liên tục bay lên cao. Emilia thay bộ đồ phi hành, nhưng mà không lâu sau, khí cầu bay vào tầng mây, sương mù dày đặc nên tầm nhìn bị che khuất. Đó là mây tích mưa, bầu trời nhanh chóng đổ mưa, sấm sét nổi lên. Đây là một trận mưa bão. Bọn họ phải nhanh chóng rời đi. Quả khí cầu lắc lư giữa cơn giông bão, có vẻ như có thể bị bật cất bất cứ lúc nào. Emilia bị gió thổi bay đi, cũng may cô ấy túm được sợi dây thừng, được James kéo lên lại. Emilia là một nhà phi hành dày dặn kinh nghiệm. Cô ấy biết rằng cách an toàn nhất trong lúc này đó là bay lên cao. Bọn họ phải bay lên tầng cao hơn, mây tích mưa. Khinh khí cầu lắc lư giữa cơn giông bão rất nguy hiểm. Bọn họ phải nghĩ cách nhanh chóng vượt qua tầng mây để đi lên tầng bên trên. Emilia và James bắt đầu cho giảm trọng lượng, vứt hết mọi thứ có thể xuống dưới. Khinh khí cầu nhanh chóng bay lên cao, còn hai người họ nắm chặt vào cabin để tránh bị gió thổi bay đi. Một lúc sau, mưa nhỏ đi, mặt trời bắt đầu chiếu tới. Bọn họ đã vượt qua tầng mây, cảnh sắc trước mặt vô cùng hùng tráng. Ở bên trên tầng mây có ánh mặt trời đẹp đẽ, còn có cả một đàn bướm bay lượn. Thì ra bướm bướm thật sự có thể vượt qua khí lưu, bay lên độ cao mà con người không thể tưởng tượng nổi. James ghi chép lại dữ liệu quý giá, dùng bồ câu để gửi tin xuống dưới. Họ nhanh chóng đạt tới độ cao 23.000 thước Anh. Bởi vì ám ảnh cái chết của chồng mình, Emilia muốn lập tức đi xuống, nhưng mà James lại kiên quyết muốn bay lên. Anh ấy đã thuyết phục được Emilia, nhưng không lâu sau, anh ấy bắt đầu thiếu oxy, đầu óc không tỉnh táo, điên cuồng giảm nhẹ trọng lượng của khinh khí cầu. Anh ta muốn giống như chồng của Emilia, chết trên con đường theo đuổi khoa học. Emilia đã cho anh ấy một bạt tai, khiến anh ấy tỉnh táo lại. Bọn họ bắt đầu đi xuống, nhưng mà lúc này van xả khí đã bị đông cứng. Nếu không thể xả khí thì khí cầu sẽ liên tục bay lên cao, bọn họ phải chết tại đây. James bắt đầu hôn mê. Emilia quyết định mang theo dây thừng trèo lên đỉnh khí cầu để tiến hành xả khí. Cho dù chuyện này rất nguy hiểm, nhưng sau một hồi mạo hiểm, cuối cùng cô ấy cũng đã làm được. Emilia bị trượt xuống dưới, cô túm lấy dây thừng đu về cabin, sau đó đánh thức James.
họ đang chờ đợi khí cầu rơi xuống. Nhưng mà họ thật sự được an toàn rồi ư? Giày của Emilia bị kẹt ở van xả khí, chiếc khí liên tục thoát ra ngoài. Tốc độ rơi của khí cầu ngày càng nhanh. Họ kéo chiếc giày xuống, buộc phải tiếp tục tiến hành giảm trọng lượng. Nhưng cho dù ném hết đồ vật trong cabin xuống, thì tốc độ rơi vẫn không hề giảm. Cuối cùng thì đầu óc khoa học của James cũng nghĩ ra cách. Bọn họ trèo lên vòng sắt với ý định muốn cắt đứt giỏ cabin, bởi vì giỏ cabin mới là thứ nặng nhất. Sau khi giỏ cabin rơi xuống, tốc độ rơi đã giảm được một chút, nhưng mà vẫn không đủ. Lúc này khí cầu đã sắp hết khí rồi, bọn họ sẽ bị ngã chết. Emilia muốn nhảy xuống giống như chồng cô đã từng làm, trao lại hy vọng cho James. Nhưng James đã ngăn cản cô ấy. Anh ấy muốn tiếp tục cắt đi vài sợi dây thừng, dứt khoát xả hết khí ra ngoài. Khuyên khí cầu bị xả hết khí, nhanh chóng tạo thành hình dáng một chiếc dù từ từ rơi xuống. Bọn họ đâm vào rừng cây. Sau một hồi va đập nguy hiểm, cuối cùng họ cũng đáp xuống mặt đất. Tuy đã bị thương, nhưng may là hai người vẫn còn sống. Đây là một bộ phim được cải biên từ câu chuyện có thật. Ở trên khinh khí cầu, họ đã ghi chép lại dữ liệu đo lường, giúp con người có một phát hiện to lớn, đó là phân tầng khí quyển, đồng thời có ảnh hưởng tới sự phát triển của lĩnh vực dự báo thời tiết. Con người chưa từng nghiên cứu về thế giới tự nhiên, khinh khí cầu chính là một công cụ tuyệt vời giúp con người theo đuổi khoa học. Nếu ai cảm thấy hứng thú thì có thể xem thử. Câu chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn.